tình hình 1-2 năm nay là tình hình mấy cái tổ chức phi chính phủ NGO là rút bớt đi, thì mới gọi là cắt bớt kinh phí đi, thì lúc đó là mình mới đầu mình vẫn còn tham gia 1-2 chỗ. Lúc năm rồi là còn làm 2 chỗ, làm CDC với Apply, nhưng mà năm rồi thấy cuộc sống làm CDC khó khăn quá, xa địa bàn quá, mình mới nghỉ CDC. Hiện giờ mình tại làm lai ở gần nhà, rồi mình mới chuyển sang mình làm kinh tế, là mình sửa xe Honda, cái 5B của mình.